Nó cầm siêu pháo này mình sợ quá. Hello. Bạn ơi, bạn ơi, có xin vĩnh biệt cô. Con nhầm lẫn gì ở đây không? Ui. Ui. Đây nha. Rồi nha. Con này phá băng nha. Úi giời ơi. Ui tôi anh ơi. Anh ơi, anh. Chúng ta có thể Xin chào mọi người nha. Trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hầm chứa của bạn Dashly Zero. Trong video lần trước mình có bảo là hình như bạn này mình cosplay rồi, nhưng mà tuy nhiên trong phần bình luận không có ai nói gì về cái vấn đề này cả, nên có vẻ như mình đã nhớ nhầm. Hôm nay mình sẽ cosplay hầm chứa của bạn này nha. Ở đây bạn ấy có một con Arian với M16 này, Guardian bệ tên lửa 8 và 12 này, Panther đôi bệ pháo 12 này, Shirt với cái vòng cung 10 này, cuối cùng là Eclipse với cái bệ pháo 8. Mình tham gia giải đấu các bạn nha. Tham gia giải đấu. Lâu rồi mình cũng không chơi giải đấu á. Tham gia video hình này xem có ổn hay không. Rồi, trái mình có một con này. Bắt được rồi nha. Đéo. Sao thương nó gắt thế nhở? Có cái gì đó nó sai sai đâu. Đéo. Từ từ mình xem nào nhá. Sát thương này nghe có vẻ hơi to so với mức quy định. Ôi kìa. Con nào nó ăn thế nhỉ? Con bên này à? 50 mét. Thơm ngon 10 bạn nha. Đằng sau có này. Đằng sau có này. Chấp luôn nha. Cái thế quái nào mà tự nhiên hầm của bạn này rõ ràng là hơn 5k lực chiến rồi ấy mà. Làm sao mình đánh nó nó cứ như kiểu là này, các bạn nhìn này. kiểu hạ nhá, nó buồn cười ấy. Hôm nay đi full hết chứ chả có gì đâu mà cái cảm giác tay nó. Một bé này. Ôi không đủ, đừng, mình cảm thấy không tự tin. Ok. Ôi ra đứng được, ngon ngay. Ở đây con này có gió này. Ôi. Ê anh bạn chơi tia trọng lực nhá, đừng chơi bẩn như vậy nhá. Ôi giời. Dám cầm tia trọng lực đứng giữa bàn dân thiên hạ để chơi mình á. Thế vậy là không có được. Vậy là không được nhá. Không được đâu. Ôi con này nó đang nạp đạn này ngon. Mình cứ tưởng đâu nó như thế nào, hóa ra nó đang nạp đạn. Đây có một con này. Này thì bắn này. Đây có một con nữa này. Ôi đây này thì thế này thì chùm cái bản đồ này rồi. Đây đúng không? Ôi lúc mình bắn thì get roster. Nào lên. Này thì lên. Lên một cái là xác định luôn mà. Bay luôn cái ấy nhá. Này thì súng keo này. Còn nha. Thôi mình đổi con khác nhé. Chơi con này nghe có vẻ nó hơi áp đảo quá. Guardian. Đổi Guardian nhé. Này em mới gần này. Mới gần bao nhiêu không biết. Đấy mình nhìn không biết á. Rồi clip nha, tàng hình nè. Hello bạn ơi, ngon. Hôm nay chơi mượt thế nhở? Chơi cảm giác nó rất là thuận lợi nhá. Đây là thiên thời địa lợi luôn các bạn. Rồi bình tĩnh nha. Cái công mình lắp cho clip nó không được ngon. Ok á. Nốt con này nào, nốt. Chúng ta tiếp tục nha. Rồi, ok. Mình muốn thử lại combo này. Mình cố xem nào mình được bao nhiêu điểm ở cái combo này nhá. Shirt với vòng cung 10. Đây có một con. À con này sniper á. Mình chơi được. Ngon. Một điểm. Ôi con này có siêu pháo nha, bình tĩnh nha. Ok. Nice.
Nó cầm siêu pháo này mình sợ quá. Bạn ơi, có nhầm lẫn gì ở đây không? Ui. Người ta gọi là quả táo đấy bạn ơi. Rồi mình xem là anh bạn ấy đâu rồi. Tự nhiên mất cái content của mình quá. Mất hết cả content rồi. Từ từ mình giãn cách nha, mình cần giãn cách mình chơi. Rồi nha. Không được rồi, tình hình này là không không được rồi các bạn. Trận này đang bảo muốn thử một cái mà. Ra đây. Con bát thường này ra đây. Cái combo này không phải một cái combo cực kỳ khỏe của Guardian nhưng mà mình cũng tự tin nha. Tự tin lắm chứ đùa. Ui, bình tĩnh nào. Tao thế. Rồi nha. Đâu rồi? Thanh niên này đây. Một con Panther. Mình phải phế đó nha. Rồi. Đứng từ đây bắn mình. Cái tội. Này, các bạn nhìn này. Đó, quả táo nha. Quả táo không chừa một ai các bạn nha. Quả táo không chừa một ai đâu. Ôi, không đủ kìa. Đúng lúc nó hồi HP kìa. Cái gì đấy? Từ từ nha. Để mình xem nào. Quả táo nó không chừa một ai. Cái gì đấy? Bình tĩnh nào man. Chúng ta có thể nói chuyện mà. Thanh niên lại bị hạ rồi. Chỉ muốn nhằm vào để chơi mình thôi á. Bất chấp. Đây. Từ từ nha. Phải chú ý phía trước phía sau nha. Cứ bình tĩnh nha. Để cho mấy con này nó cống máu nhá. Rồi ok. Ôi dồi, tầm này thì xác định luôn còn cái gì nữa. Bất chấp quá. Không ngờ mình lại gặp một người chơi bất chấp như vậy á. Lâu lắm rồi. Lâu cũng gặp nhưng mà thực sự là lâu lắm rồi á. Ôi, mình nghĩ là một con shot nha. Xác định. Thôi thì xác định luôn chứ còn gì nữa. Vẫn chưa bị hạ ư? Vẫn chưa bị hạ. Ở đây vẫn còn này. Nhưng mà nó cũng chẳng được là bao lâu đâu. Đã thế á. Như mình khó thế. Mình toàn gặp khó này. Nó tiếp cận mình á. Bạn này tiếp cận mình nhiều quá. Có được top 3 đâu. Làm lại các bạn nhé. Không ngờ lại được yêu quý đến như vậy. Mình làm lại combo này nhá. Mình vừa vào cái anh bạn ấy thấy mình là bắt đầu là vào. Thấy mình một cái là vào chăm sóc mình liền. Từ bên này phi luôn một. Ở đây bình tĩnh nào. Lại cái gì đây? Hai con hai bên sườn đều Panther. Bây giờ lao ra thì chắc chắn là ngu người rồi. Rồi. Đây này. Một hit nha. Từ từ bình tĩnh. Mình thấy repeater nha. Mình thấy khẩu thần tốc nha. Repeater nha. Từ. Bình tĩnh nào. Ui, thanh niên này. Skin đẹp này. Skin đẹp nha. Ui, bình tĩnh rồi. Đông á. Từ nha. Cố lên. Đừng để mất con này. Ui, bình tĩnh. Mình... Đây. Ngon. Ui. Từ từ nha các bạn nha. Hơi căng nha. Anh bạn này lại. Ui. Thôi anh ơi. Cái thế quái nào. Đừng có nổ. Đừng. Làm ơn. Ôi may quá các bạn ơi. Nó hết đạn nhanh quá. Hay là do nhiều mục tiêu quá nhở. Mình không kịp thở luôn đấy. Nó nhanh quá các bạn ạ. Đây này. Đúng là không kịp thở luôn. Ở đây. Ui. Cái gì cơ. Em. Ui. Eclipse. Full sao tím bắn tỉa em 12 các bạn. Nguy hiểm dã man. Từ nha, mình phải đợi cái con này. Ok, bình tĩnh. Này cái bắn này. Mình cảm thấy nguy hiểm sau lưng nha. Cố lên. Bình tĩnh nào. Mình đang, sao tự nhiên mình cảm thấy mình bị động ấy nhở. Cảm thấy bị động dã man luôn á. Đi lại. Ôi thôi anh ơi. Mình, sao anh bạn này chơi gắt thế nhở? Mình toàn gặp người chơi cọc ấy nhở. Đây nha. Rồi nha. Con này phá băng nha. Úi dồi ôi.
Ôi, thôi anh ơi, anh. Chúng ta có thể nói chuyện được mà. Tại sao lại dồn như vậy? Trời ơi. Ôi, thôi bình tĩnh nào, Ui, thôi. Ngon ơi. Thiên thời địa lợi nhỉ? Từ từ nhá. Ô này, ô ngon. Ui. Ok, từ từ nhá. Này, ghim không? Ok chưa? Thay đổi robot luôn ạ. Chơi cọc thế. Mình hôm nay gặp toàn người chơi rất là... Từ chỗ này không... Ừ, thôi anh ơi. Ok kìa. Cái này là các cụ gánh còng lưng rồi các bạn ạ. Không. Ui, nó phun tím. Đấy nhá, các bạn lại bảo là gì nữa đi. Toàn phun tím rồi mà vòng cung 10 của mình đã phun tím quái đâu. Bọn nó toàn phun tím hết trơn rồi. Dã man. Thôi mình top 1 rồi. You have won the match. Vâng, vòng cung 10 nha. Vòng cung 10 đấy các bạn ạ.